rạng đông rồi cả nhà, rồi bật đèn để mấy anh em dậy ăn cơm. Dạ ông xin mời cả nhà ăn cơm cùng ột luôn cả nhà, mời cô chú anh chị, mấy anh em đồng thúng ăn xong hết rồi. Hồi nãy giờ ột lò mò tôm hầm máy á, giờ ột mới xong, giờ ra ăn cơm sau. Dạ ột xin mời cả nhà luôn nha. Tới điểm câu là cả nhà, anh em có tư xúc xích bỏ thúng câu. Thì giờ này ột chưa ăn cơm xong luôn nha cả nhà, ột còn ăn cơm. Cũng điểm ngày hôm qua lại cả nhà, ngày hôm qua mấy anh em câu cũng kiếm gạo đó, sen nó được 1,5 triệu á, còn nhiều người cũng 7, 8, 9 triệu. Có chú Tám là ít nhất, chú Tám sao ngày hôm qua ông dở biển hay sao không biết, ông câu được có 405.000 à cả nhà. Còn ột thì cũng gần 1,9 triệu, 9,7, 9,8 gì sao. Thì ột phải bỏ lại mấy anh em câu, thì bữa nay nó có gió sệt sệt rồi, bắt đầu mai mốt bắt đầu vài bữa nữa nó có cơn gió nặng luôn á, là mai đây bắt đầu có gió thêm nè, chuẩn bị xuống đợt gió rất nặng luôn, mai không biết ra tới chỗ này nổi hay không nữa đây. Dạ ột mới thả dù dầm đầu tiên đây cả nhà, giờ ột về sau sửa sạn câu. Dạ ngày mới ột xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Và ngày mới ột kính chúc cô chú anh chị em có thật nhiều niềm vui và sức khỏe, may mắn, bình an. Dạ về sau sửa sạn câu quá cô chú anh chị. Thank you.
nó bung răng. Bung răng cho đây nó đau ghê không cả nhà? Nó đau ghê không? Tay phải này nó đau ghê không? Quay máy video nó cũng đau không? Nó bị bung răng hay sao nó sưng vô đây luôn à? Cho nên bữa nay ột chéo cá nó hơi chậm tay lại của chú anh chị. Nhưng cũng phải ráng kéo chứ. Chạy ra sỏi lại lại rồi cả nhà. Bữa nay cá mó trong đó nó không ăn nha. Ra sỏi câu bậy bạ kiếm đồng nào. Nhận qua trong đó nó ăn, bữa nay sao nó không ăn luôn cả nhà. Giờ này 9 giờ hơn rồi. 9 giờ hơn mà ột câu được khoảng chừng 30-40 ngàn à cả nhà. Ba con cá phiên cổ. Cá đó nó rỉ không cả nhà? Có 20 ngàn ký à. Bữa nào bán được tiền thì được 25. Được tiền nhất luôn á là 30. Hai con á dợp. Nãy hai con phiên cổ, giờ hai con á dợp.
sáng giờ chắc cỡ tầm mấy ngàn con chú chị à, được tầm mấy con ngàn vậy, không có 200 không, còn muốn món ráng ráng đủ 200. Dạ số lượng cá một câu như đây chắc cỡ 200 ngàn đổ lại cả nhà. Dạ biển giả thì nói vậy á, có bữa thì câu nhiều ghê, may mắn câu ngon lắm, có bữa mà không may mắn á thì câu nó rất là dở luôn cả nhà. Giờ đi kiểu nào nó cũng vậy đó, chỗ không ăn chỗ không ăn, chỗ vài con lâu lâu đường con là nó vuột mắt nó sức là cũng chịu luôn à. Dạ giờ đậy nắp thùng lại rồi chạy xuống dưới gió anh em thả về rồi vớt giống chạy của chú anh chị. Dạ giờ mấy anh em thả về cả nhà, thả về phụ kéo thúng rồi lên chị. Giờ mấy anh em về tước tập trung kéo thúng lên một chồng tước cô chú anh chị, anh em nào về sau phụ kéo một chồng nữa là chạy được hai chồng thúng, chồng 4 cái chồng 5 cái cô chú anh chị. Giờ mấy anh em có thúng về sau, thúng về sau à, neo 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 giờ kia đã tới bến rồi cả nhà. Bữa nay vô để ba giờ 15 phút cô chú anh chị, bữa nay có gió sẹt sẹt chạy lên hơi lâu một chút. Cái còn nổ máy bị chậm chậm nước ra. Dạ giờ hút cá ra bán cô chú anh chị, bữa nay một câu rất là ít luôn à. Cái chả để dành ăn, biết là bữa gió rồi để làm chả ăn.
luôn hết, bữa nó gió. Mấy con nhỏ à. Chết luôn, chết luôn. Lấy luôn được cái thỏi đây quá. Lấy luôn cái xe. Con bự vậy đấy. Dạ còn mấy con cá mó chả đây để dành làm chả ăn cả nhà. Bữa hay bữa nữa gió rồi, mấy cá đây để làm chả ngon lắm á. À nó căng đi chứ. À nó căng thử nhiêu. Dạ biết ra căng thử được như ít rồi biết vô nói chứ bữa nay biết không có đem máy của chú anh chị. Thì biết ra căng luôn, tại ít thôi á. Dạ giờ biết căng cá vô kìa cả nhà. Đi nghĩ 200 chẵn hả? Dạ được 203 cả nhà. 203. Thì mấy anh em nào gặp thì người nào nhường nhất là cỡ 800 mấy đổ lại của chú anh chị. 800 đổ lại. Còn em sang đây nó bán cá nó được 600 rồi, còn nhiêu đó nữa chắc kia nọ nó cũng 800 mấy. Đó. À, để chú Tám vô hỏi thử chú Tám được nhiều ít. 700 mấy á. 700 mấy hả? Đó được 700 hết, có bữa nay ột là bị gì á? Bị ột câu không có được không? Được nhiêu ít chú Tám? 702 hả? Là kiếm ăn được hả? Chú Tám được 72. Dạ, ông đã làm mớ cá mớ cá chả đây làm chả nữa. Nếu mà bán đây cỡ mấy chục nữa chắc cũng gần 300. Dạ như vậy là ột tạm dừng video cả nhà, tạm dừng video. Bữa nay câu cũng ít oi, biển giả nó không vậy cô chú anh chị. Dạ giờ ột xin chào tạm biệt nha. Hẹn lại video sau.